Chào tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Thái Chuối TV. Chào bạn. Hôm nay cái video gì đây anh Thái? Hôm nay chúng ta quay video nhẹ nhàng thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng nha. Yeah. Nhưng mà anh Thái ăn mừng gì vậy? Ăn mừng cái nhà gỗ thánh thành này này. What? Cái nhà gỗ này làm từ Tết năm ngoái rồi. Bây giờ chuẩn bị sang Tết năm tiếp theo rồi mà ăn mừng. Mẹ hết, anh Thái à? Đúng rồi, anh có bảo ăn mừng cái nhà gỗ này đâu. Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng 700.000 người đăng ký. Thì sau một khoảng thời gian hoạt động và sản xuất clip kênh Thái Chuối TV cũng đã đạt được hơn 700.000 người đăng ký rồi. Thì cái cột mốc 700.000 người đăng ký đối với mình nó một cái chặng đường rất dài và nó cũng rất quan trọng và rất đáng để mình làm một cái clip ăn mừng ở trên kênh Thái Chuối TV nha. Anh Thái chuẩn bị đồ ăn chưa? Anh chuẩn bị rồi. Thế bây giờ đi vào lấy đồ ăn cả tem chế biến thôi để thối hết giờ. Mà mồm mày thối ấy. Có mày tay mày nần giấy ấy, có mày cổ mày dài ấy, có mày lách mày hôi ấy, có mà rốn mày lộn ngược ấy. Cảm ơn cái đồ mông thâm, mông mày chẳng thâm. Em đâu gối mày thâm nốt. Ngựa mông chẳng xương ấy. Thôi, không minh mấy đâu nè. Hôm nay làm clip ăn mừng trịnh trọng của anh Thái, chứ không phải là kể hết tật xấu của mày ra. Đúng rồi. Ôi mặc cái gì ấy? Cái gì ấy? Một con bò được mua vàng. Đăng thông báo COVID tự nhiên chuyển sang tìm bò anh Thái ạ. Hay là cả team mình thử thách đi tìm bò cho người dân đi. Đúng rồi. Người đang clip ăn mừng chuyển đi tìm bò. Vừa mới nói thức ăn để thối hết rồi bây giờ mà đi tìm bò à? Thôi đi vào chế biến thức ăn đi. Mấy bánh bèo đi vào trong nhà lấy đồ ăn ra sơ chế nha. Còn mấy thanh niên trai tráng thì sẽ đi chặt cây rừng, chặt cây tre để đẩy thuyền nha. Vâng. Em đi lấy đồ ăn. Em đi lấy đồ ăn. Ôi lại đi đâu đi? Lấy đồ ăn. Mày bánh bèo à? Ở nhà nó có đàn trang trai trai tráng mà. Khỏe mày cơ mà. Vâng. Khỏe mày lên ra nào. Khỏe mày. Khỏe mày. Ôi giời ơi. Giỏi ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi rửa đồ ăn. Đi đâu được rồi? Gia vị ướp thịt nướng. Cắt thịt vào đây rửa nước rồi. Ok. Thử lấy ra tem cạo lông đi chứ. Cạo dùng đi mấy đứa ơi. Rồi chặt tìm cây nào nó thẳng thẳng hay chặt để làm cái cây chèo nhá. Ô mà cún đâu? Cún đâu? Em đây. Nam đi. Chú dưới làm gì ấy? Đúng đây. Sao chặt dưới đây? Dưới này nhiều cái điệp. Đúng là người ngu nó có lưới riêng các bạn ạ. Dùng cái này đây nhưng không chặt. Mình cắt thành miếng nhỏ như này rồi ướp nha các bạn. Giờ mình sẽ cho thịt vào ướp nha. Bọn mình ướp sẵn thịt lên dư thuyền nướng là vừa các bạn ạ. Để lên để ướp thì lâu đồ ăn lắm. Mình đổ hẳn vào cho nó nhanh. Hết cái nước sốt ra ngoài rồi. Cắt mãi không đứt miếng thịt, đứt rồi. Rảnh rỗi thì lên cầm nồi nắp đi thường. Ok. Đi ra xem là bọn nó có thịt xong chưa rồi mãi đem lên thuyền nướng rồi chứ nhờ. Vâng. Xong. Mệt quá. Xong đâu mà xong. Thế này. Mày mang bọn anh vào lắc luôn đi Thương. Ngon đấy. Thơm rồi đấy. Mang đi lên thuyền nướng thôi. Có vị ít men này. Mình giấu cái bếp nướng ở trên này này. Sợ bị ăn cắp. Bây giờ mới có cơ hội dùng tối này. Vào đây tao đỡ cho. Bê thì đi thôi. Ừ. Ok các bạn ơi, bọn mình lại ra con thuyền rồi. Lên thuyền đi mấy đứa ơi. Ui. 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 Kéo. Ui. Kéo. Không cần này, kéo đâu tay đấy. Đấy đấy. Rồi, nhảy luôn. Bay. Rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ di chuyển lên đầu trên kia để đón Tùng. Hai cái cởi leo đi. Ừ nhờ. Cởi cái leo dây ra đã các bạn ạ. Leo rất là chắc. May mà có anh hàng xóm tốt bụng cho mình mượn cái
khóa này các bạn ạ. Chứ không mình không biết để cái bè này đâu luôn ấy. Này mà bỏ ra làm sáng ra chắc chỉ còn mỗi cái phao thôi đấy. Rồi đẩy đi, đẩy đi. Hôm nay bắt đầu cho hai thanh niên áo cam đẩy thuyền. Đẩy đi, đẩy đi. Lên rồi, lên rồi. Sao lại đi vòng tròn thế này? Con tươi đẩy đâu? Hai bạn. Ăn uống nó phải có cả giải trí nữa các bạn ạ. Đấy. Rồi bây giờ bọn mình sẽ di chuyển ra chỗ nào đó dâm dâm nha. Để tổ chức ăn uống nha. Đây ba thanh niên to con đang đùn. Dám ra thằng này đẩy chiêu. Ăn thì vớt vẩn. Wow, chú thằng kia đẹp chưa các bạn ơi. Mình nhìn ở trên thì không đẹp, còn mình nhìn ở dưới thì vẫn không đẹp các bạn ạ. Chỗ nào có cái cảnh đẹp đẹp ấy, sau đó là bọn mình sẽ thả neo xuống và bụi bắt đầu ăn mừng nha hả? Bụi rừng kia đi. Đâu, ra bụi rừng đi. Anh Thái ơi, chỗ này đẹp này. Đâu? Đây. Chỗ này được đây. Mày đưa ơi. Neo. Thả neo đi. Các bạn ơi, giờ mình bắt đầu thả neo nha. Bây giờ mấy đứa bắt đầu bày đồ ra đi. Vâng. Bọn mình sẽ dừng lều lên nha. Để chỗ là lắng bọn mình còn chưa vào lều. Bọn mày dừng lều được rồi. Bọn mày cười làm gì? Cho sữa vào đi. Hôm nay chúng ta sẽ uống sữa thay nước. Anh Thái ơi, hả? Vừa hồi em nhặt được cái cần ở ngay bờ suối này này. Đúng rồi. Bây giờ em đi nhặt giun để câu cá nhá. Nhặt giun à? Vâng. Vâng. Được thế. Giun này câu cá. Ừ, đi lên trên này xem có giun không? Vâng. Nha. Cái gì đấy? A few moments later. Rồi, không biết là có được con giun nào không các bạn ạ. Giun đâu? Run đâu? Đây mà là run á. Rồi, có sắn nướng rồi. Bọn mình sẽ làm thêm món sắn nướng các bạn ạ. Rồi, ok các bạn ơi. Thì bọn mình đã lựa chọn được một chỗ rất là kinh dị rồi. Chỗ này rất là rậm rì các bạn ạ. Bọn mình đã chọn được một chỗ rất là rậm rì để tổ chức ăn mừng bữa tiệc ngày hôm nay. Nhìn là biết canh như thường thôi, cắt thịt rồi. Xèo. Miếng nữa này. Chưa. Đấy. Như xì đái vậy. Nhầm âm thanh rồi em. Đấy, bây giờ cho Khánh giải thịt nha. Đi sắn cho lên nướng luôn đi anh Thái. Có lý, cho lên nướng đi em. Đặt sắn lên. Sắn vật ngang này. Ngày hôm nay bọn mình tổ chức một buổi tiệc nhẹ nhàng ở trên sông thôi các bạn ạ. Chỗ mình nói chung là dịch nó cũng tương đối là phức tạp. Mà ở đây là bọn mình ở một khu mới được đi quay với nhau vậy thôi. Thì nói chung là mình chuẩn bị được một ít đồ ăn ở đây thôi. Đây ngoài ra còn có 10 quả xoài đấy nữa. Nhưng mà mình cầm có 2 quả thôi. Còn 8 quả mình để nhà mình. Ôi đúng 2 quả xoài đó các bạn ạ. Nhưng mà xoài này to, nói chung là cả tem cũng đủ ăn. Thôi, trước khi vào bữa tiệc ngày hôm nay thì mình cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đăng ký kênh, đã theo dõi tem bọn mình từ khi lập kênh đến bây giờ. Đã hơn 700.000 người đăng ký rồi. Mong rằng sau này các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tem bọn mình. Cái thứ hai là thì anh cảm ơn tất cả mấy đứa đã luôn đồng hành cùng anh để xây dựng một tem lớn mạnh như thế này. Mong rằng mấy đứa sẽ tiếp tục cùng với anh trên hành trình chinh phục những cột mốc mới. Vâng.
Thôi, bây giờ ăn thịt cháy đi mấy đứa. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Quên mất, còn sữa nữa mà. Sữa này mới được nướng. Công nhân. Cảnh đẹp thật các bạn ạ. Cảm ơn các bạn. Chim kêu díu díu nhỉ. Chim nó thấy mình ăn nó kêu đói sao các bạn. Sao đây? À không sao, nó kêu luôn rồi, mình hỏi thăm mà không kêu rồi. Anh Thái ăn xong rồi, bây giờ làm gì tiếp theo? Bây giờ bọn mình tiếp tục thả neo và đi ngắm cảnh tiếp nhờ. Vâng. Đấy, nhấc neo lên em ơi. Thì bây giờ bọn mình tiếp tục nhấc neo lên và để cho thuyền tự trôi dọc bờ sông nha các bạn. Ăn xong rồi hát ca dao ok chứ nhỉ? Vâng. Ôi à. Biệt nha người anh yêu, anh chúc yên vui bên người, vàng bạc cao sáng lấp lánh mang nụ cười, nghe tin người đi ngỡ ngàng, em theo ai tình đa lỡ ràng, cật hết kỳ ước bản đầu thôi yêu thương xưa lại quên người tôi yêu ơi, rồi bên mẹ đi rồi thôi thôi, tôi buồn thêm, tình yêu nay tan dần. Yeah, cơn bão lòng như đang ùa hao xưa, đừng nhìn vào người đưa tay trong tay, đừng thả lòng như nước mắt này vào trong anh nào. Bây giờ mình sẽ bảo anh Thái hát một bài cho các bạn nghe nhá. Anh Thái có thể hát một bài cho các bạn nghe được không? Ờ, cái này đơn giản mà, mình có thể các bạn yêu cầu thì các bạn yêu cầu nào mình làm được mình làm hết. Thế anh Thái hát các bạn tặng một bài đi. Không ai lên trên này, mình hát bài Họ yêu ai mất rồi. Ừ. Mong là các bạn sẽ yêu thích cái giọng ca này của mình. Bạn hãy lắng nghe. Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi của em. Nhớ đôi vai hoàng hôn nơi ta quen. Ta như anh đừng gặp em, thì giờ anh vẫn cứ tin ai chưa tình riêng. Em ra đi để lại lối cô đơn đằng sau, mặc cho những bơ nát nơi anh. Em có biết không? Rồi ai biết không? Thì ngày đó đừng cố theo tư tư cho nhau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này. Mong rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ theo bọn mình trong thời gian sắp tới. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.